nhằm thu hút đầu tư vào địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội năm 2015. Hơn 250 đại biểu đại diện một số đại sứ quán như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Liên bang Nga, Hà Lan, v.v. và các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tham dự. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết hiện nay Hà Nội là một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 63 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia đầu tư trên 3.300 dự án với tổng số vốn đăng ký 26,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố 5 năm qua đã đạt hơn 1,400 triệu tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần giai đoạn 2006-2010. Do vậy, hội nghị đã được tổ chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển của thành phố, tăng cường đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, tuyên truyền quảng bá về môi trường, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, định hướng xúc tiến thương mại đầu tư trong thời gian tới. Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu chức năng đô thị thành phố xanh, tòa nhà hỗn hợp siêu thị dịch vụ, khu đô thị Nam đường vành đai 3 v.v. cho công ty cổ phần bất động sản Hồng Ngân, công ty cổ phần đầu tư Thủy Dương, công ty cổ phần xây dựng Bitexco.